Hello, xin chào uh, quý vị khán thính giả trong uh, kênh Susan Trần Duet đây. Hôm nay tôi có một uh, nhận được một cái tin mới uh, của cái đài mà FB, FBNC, tôi ghi nó đài của Việt Nam. Thì uh, họ buổi ngày hôm nay uh, họ nói về uh, Nguyễn Phương Hằng bị bắt và những cái người của đại biểu Quốc hội người ta lên án là uh, những cái sự việc của Nguyễn Phương Hằng thì tôi có nghe từ đầu đến cuối nhưng mà đến cái phần mà họ nói về thiền nam bên bờ vũ trụ á thì là một câu rất là, là 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 làm cho tôi xúc động đó là một câu bức xúc chứ không phải là xúc động mà làm cho tôi bức xúc đó là tôi họ nói đến thiền nam thì tôi cho quý vị nghe một một chút này nhé ok đây quý vị nhé đó, ở bên góc bên tay trái đó. Đó là của cái đài đó đó. Ok. cũng được nhiều người chú ý. Mới đây cư dân mạng đang tiếp tục dồn sự chú ý đến động thái mới nhất của tình thất bồng lai, tên gọi khác là thiền am bên bờ vũ trụ. Theo đó, Nhị Nguyên, một thành viên sinh sống tại địa điểm này vừa chia sẻ đoạn video mới lên kênh youtube. Vui mừng thông báo kênh của mình đã giành được nút bạc. Trong video này, Nhị Nguyên, một đôi đệ của ông Lê Tùng Vân tỏ ra phấn khởi, vui mừng đập hộp nút bạc cùng với một số trẻ em tại tỉnh thất. Không những vậy, người này còn kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của mình để anh có cơ hội lấy tiếp nút vàng. Hành động tưởng chứng bình thường này của đồ đệ ông Lê Tùng Vân đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng việc nhị nguyên phấn khởi ăn mừng nhận nút vàng trong thời điểm này lại còn quay clip khoe lên mạng xã hội là không phù hợp. Bởi lẽ, ở hiện tại, tỉnh thất Bùng Lai vẫn đang bị điều tra. Cả ông Lê Tùng Vân, người tự xưng đứng đầu tỉnh thất và ba đệ tử nhất nguyên Trùng Dương Hoàn Nguyên cũng đang trong quá trình điều tra tạm giam được biết trước đó, tỉnh thất bồng lai cũng từng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm thẳng tên trong nhiều lần livestream. Theo đó, bà Hằng tố ông Lê Tùng Vân lừa đảo, quan hệ bất chính với người cùng dòng máu. Thậm chí, bà Hằng từng đích thân xuống tỉnh thất bồng lai ở Long An để đối chất trực tiếp với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống trong địa điểm này. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Hằng vẫn chưa gặp được ai trong số này. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án người vợ lọc... Ok, à, quý vị được à, vừa được nghe rồi gì ạ? vì um, tại sao tôi uh, rất bức xúc là vì này này cái điều thứ nhất đó cái kênh này á trong một năm qua đó nguyễn phương hằng ngồi trên uh, talk show ở cộng đồng mạng chửi thiên hạ đánh nghệ sĩ đánh tất cả các nhà báo luật sư và thiền nam và rất nhiều các như là hàn ni thanh trần thì cái luật sư lúp lùm uh, cái 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 kênh này lúp lùm không bao giờ ra mặt đó không ra bao giờ ra mặt. Nó tại vì cái kênh của Nguyễn Phương Hằng là nó nổi trội trên toàn đất nước, nước Việt Nam rồi, còn những kênh này đâu đâu có số lượng người coi đâu. Do bây giờ là Nguyễn Phương Hằng bị bắt rồi thì bắt đầu mới nổi cộm lên bắt đầu lại ngồi là nói về Nguyễn Phương Hằng đó là tin tức của của báo chí của các báo của công an rồi là an ninh rồi tất cả mọi cái ra thì họ chỉ đưa tin tức vào cái đó thôi. Nhưng có điều họ nói vào cái tin tức này là ngoài Ngoài cái bình luận của chưa hề có báo chí của công an an ninh Quý vị nhé pháp luật Đó mà họ tự họ, họ cho là cái tin tức Thì bây giờ tôi hỏi quý vị xem Họ có quyền gì Cái kênh này có quyền gì Mà cấm thiền nam các chú tiểu và nhị nguyên Không được chia sẻ cảm xúc của mình Con người ta có cảm xúc Hỷ nộ ái ố, vui buồn chia sẻ, họ có quyền gì họ cấm, Nghị nguyên và các chú tiểu ở trong không được phép chia sẻ, quý vị nghe, thấy có bức xúc không? Tôi rất là tức khi tôi nghe được cái cái, cái tin tức này, tại vì họ, họ gia đình của thiền nam họ chưa có tội, họ đang bị tạm giữ để điều tra, thì trong gia đình của họ là những người vô tội, họ có quyền công dân của họ. Họ có quyền chia sẻ cái điều vui của họ Họ chia sẻ những cái gì họ đạt được Trong một thời gian qua Đó người dân thương yêu các cháu nhỏ Mức độ rất đông để ủng hộ kênh Để nhị nguyên có một cái nút bạc Cái đó là cái niềm vui Cảm xúc Mà cái tại sao cái kênh này Cái kênh FBNC này có quyền gì mà lên 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 lên, lên án họ là trong lúc lúc này đang bị tạm giữ không có quyền chia sẻ cảm xúc quý vị nghe có tất không quý vị đó mà cái lúc mà một năm nay nguyễn phương hằng và đồng bọn phá hoại đất nước thì nó ngồi lúc lùm nó không dám nói gì tôi đưa lên để quý vị hãy phản biện lại hãy phản biện những cái kênh mà tự mình cho cái quyền mình có quyền nói đó con của chúng nó đi học về nó có giấy khen nó cũng chia sẻ cho ba mẹ nó đó là cảm xúc của người ta à tại sao lại tước quyền công công dân của mấy cháu nhỏ mấy nhị nguyên là tôi là không được phép chia sẻ trong lúc này vì đang bị đang bị 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 là đang đang bị tạm giam quý vị nghe nói tôi nói thật cho nhiều khi tôi tôi coi mà tôi thấy bức xúc ở ừ, thấy bị mình là cái kênh của mình tin tức mình đưa bất cứ kênh nào theo cái tin tức đó mà của báo chí đưa lên thì mình đưa vào cái kênh của mình Đấy, nhưng mà tự thêm một cái kênh nó và là hôm nay thấy Nhựt Nguyên đưa lên là trên cái YouTube đó là chia sẻ cho khán giả biết là Nhựt Nguyên nhận được nút bạc cũng mong là khán giả yêu thương nút vàng cái đó là quyền mơ ước của con người ai cũng có quyền mơ ước các cháu nhỏ có quyền mơ ước của các cháu đó mà tại sao lại cướp quyền công dân của họ cấm đoán họ không được chia sẻ cảm xúc đó là vi phạm trầm trọng cái cái kênh này tôi phản đối đó tôi phản đối cái kênh này quý vị nhé đó quên này không có quyền không có quyền để phản đối lại trong cái lúc mà thiền nam trong lúc này hai phải có sự mà chia sẻ họ hai tháng ba tháng trời nay họ nằm trong nhà đó nhà cửa rột nát như vậy các cháu ăn uống không có bây giờ bắt đầu là mấy không mong tỏa thì mới được cái rau cỏ củ quả để cho các cháu ăn nó muốn dập là dập tận nơi luôn đó quý vị coi cái kênh này ăn nói như vậy có được không quý vị tôi chỉ quý vị một câu như vậy nếu quý vị thấy rằng họ nói sai hãy chia sẻ đi tại vì họ không có quyền không có quyền đức đi cái quyền công dân của con người khi người ta là sống trong gia đình họ họ không phải là những người có tội họ có quyền cảm xúc chia sẻ mọi cái họ có họ cảm ơn khán giả đó quý vị nhá cho nên là tôi copy để tôi chỉ cho quý vị coi là tại sao những người này họ nghĩ là họ quyền mà trong khi đó nguyễn phương hằng ngồi một lên nói cả năm nó sợ nó không dám nói nó sợ nói thì đụng chạm với phương hằng nó cho cả một đũa đàn em nó xuống tận nhà đó cho nên nó im nó không dám nói thế bây giờ nguyễn phương hằng đồng bọn đang bị điều tra thì bắt đầu nó lên nó nó trà đạp lại Việt nam là quý vị thấy không quý vị thấy cái, cái kênh này có đáng để chúng ta tôn trọng và có đáng để quý vị nghe không tôi là tôi không bao giờ tôi nghe nó rồi đó tôi nhìn cái kênh là không bao giờ tôi nghe vì cái kênh mình làm một cái gì mình phải, phải có một cái góc nhìn của mình mình thấy đã đúng chưa mà chưa có một cái tội gì Kể cả tòa án chưa có kết tội công an an ninh mạng hoặc là tất cả những cái về phía chính quyền họ chưa đưa ra một cái tội Vậy mà tự nhận ra mình có quyền mình có quyền là uh, nhị nguyên không nên đưa lên như vậy trong lúc này là quý vị thấy không? Cấm đoán cảm xúc. Có ai có quyền cấm đoán cảm xúc của mình không quý vị? Ok, đó là tôi nói để quý vị hiểu. Còn uh, còn những cái cảm xúc như cái loại này uh, thì là thì, uh, thì 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 chúng uh, chúng để chúng để cho chúng không dám nói <laughs> cho nên là mình nhiều khi mình bức xúc quý vị ơi tôi là tôi bức xúc đầy, đây bạn sẽ không còn áp phê nữa và lúc đó các bạn sẽ bị nhàm chán đối với người người chồng đó đó là những hậu quả và vấn đề khó mạng tính dụng đó là là bằng các cái dụng cụ hỗ trợ nói với những người chọn con đường sống đấy quý vị thấy không đấy một ông sư giả danh khoác áo màu vàng cà sa đi lên giải giảng đạo sinh lý sinh đẻ có kế hoạch quý vị nghe đi vậy mà bao nhiêu kênh đang ngồi im cái thế lực nào họ làm việc những cái kênh mà nói chuyện ở Việt Nam những cái channel tin tức có những cái kênh nào để tôi tin hay tôi dòm nhiều khi tôi vào tôi coi tôi dòm không đấy một cái ông thích nhật từ này có năm sau kênh đã đưa lên đi giảng như vậy giảng các phật tử như vậy và cho các phật tử này đi ký tên để đàn áp với thiền nam mà trong khi thiền nam là họ chỉ có một cái gia đình của họ trên chục ba chục người thôi đó họ làm cái gì ra tội mà nó chộp mộ, còn nó nhân nhân như vậy, nó đi giảng đạo không có kênh nào đứng ra phản biện. Thế Việt Nam cái channel tin tức như vậy, à, quý vị có đáng đáng nghe không quý vị? riêng tôi là tôi không, tại vì tôi coi tất cả cái tin tức nào nó thấy rằng đúng à, người Việt Nam họ phản à, tin tức đúng, họ đưa đúng cho mọi người người coi thì tôi coi. Tôi còn cái tin mà mà người ta chưa bị tội mà dám tức đi cái quyền quyền của họ, quyền cảm xúc. Đó. còn những kẻ ngồi như phương hằng thì cái kênh này lúp lùm không dám nói đó bao nhiêu cái tường mà 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 uh, thích nhật Tờ đưa lên đấy quý vị thấy không nó rất nhiều cái nhan nhản những cái sai thì nó không dám nói tức là nó nói là nó nói là đụng và chỉ có những người thấp cổ bé học là đúng là đúng là như vậy còn những người nào người ta mạnh miệng người ta có đệ tử bên dưới còn phương hằng có đồng bọn bên dưới à, những kênh kia đâu dám nói đâu nhá yeah. cho nên không dám nói chỉ có đi hại nhưng mà sáng nay tôi cho quý vị coi được cái là luật sư chúng ta phải cần thêm tất cả những tư liệu và rất cần thiết copy lại đó để gửi cho 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 luật sư của Việt Nam bất cứ quý vị nào mà có những cái gì mà luật sư chưa có hãy gửi ngay cái email cho 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 bên bên các luật sư của Việt Nam để chúng ta có bằng chứng rất mạnh mẽ để kiện lại những cái bọn đã vu khống hại thiền nam hại các cháu nhỏ như vậy trong mấy năm qua mà bây giờ các thầy là bị giam như vậy không có một cái gì để mà đưa lên để mà nói bây giờ đưa lên cái chương trình 331 đó lợi ích tức là tự do quyền dân chủ để làm hại lợi ích của nhà nước lợi ích của nhà nước ở chỗ nào mà thiền nam nhà nước việt nam được lợi ích rất lớn từ thiền nam tôi phân tích quý vị nghe nghe làm sao Thiền Nam được sự thương yêu của hải ngoại. Người ta từng quà, bánh, quần, áo, tiền, bạc gửi quà cho các cháu. Thế tiền người ta gửi về Việt Nam bằng tiền đô la. Thí dụ là hải ngoại đi. Thế tiền đô la vào nhà băng của Việt Nam. Thì Việt Nam giữ tiền đô là đô đó cho ngân sách của nhà nước Việt Nam. Họ đưa tiền là tiền Việt Nam cho các thầy. Cái đó là lợi ích của nhà nước. Chứ không phải là mất lợi ích của nhà nước. Quý vị nhé quý vị hiểu được cái điều 331 đó là làm lợi ích cho nhà nước đó là thiền nam đó nhá chỉ nguyễn phương hằng mới làm mất lợi ích của nhà nước là vì nó đánh phá những người làm thiền nguyện hải ngoại nó đánh phá các giới nghệ sĩ mà tôi kênh tôi đã đưa quý vị coi rồi nó làm mất lợi ích của nhà nước là đúng là đúng tiền thiện nguyện gửi về cho miền trung không có tiền về cho tất cả mọi người muốn về việt nam làm ăn không dám những người mà về đi du lịch không dám đó là mất lợi ích của quốc gia nhà nước đó là nguyễn phương hằng không phải thiền am bên bờ vũ trụ thiền am làm lợi ích cho nhà nước việt nam đấy tôi nói để để quý vị hiểu được cái nào ở điều 331 người phân tích ra để hiểu thêm được chứ không phải còn thất nghiệp từ này làm mất lợi ích của nhà nước làm xấu đi hình ảnh của một nhà sư giả danh đó để làm nhà sư quốc doanh, đó để làm mất đi cái lợi ích của nhà nước và bây giờ hải ngoại người ta không còn nhìn về cái giới Phật giáo Việt Nam do Thích Nhật Từ, đó là mấy mất hình ảnh tốt đẹp của nước Việt Nam, đó là Thích Nhật Từ. OK quý vị nhé, là tôi chỉ uh, bực xúc tôi đáng éch chính nha, tôi không nói cái kênh này nhưng bây giờ uh, tôi nói đến để quý vị biết rằng là tại sao cái cái, cái 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 những cái việc là ở những cái kênh mà channel ở Việt Nam đưa những cái kênh vô lý như vậy chúng tôi phải phản đối, phản đối cái kênh đó nhá. Ok, bye bye quý vị. I love you. See you later. Hẹn gặp lại nhé.